Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm xuống 62.000 đô la sau khi đạt mức cao nhất là 64.400 đô vào ngày 7 tháng 10. Mặc dù đợt tăng giá đầu tuần đã khôi phục lại hy vọng của các nhà giao dịch về 1 tháng 10 tăng giá, nhưng việc giảm xuống 62.000 đô la hôm nay báo hiệu phe mua vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Dữ liệu từ CryptoQuant nhấn mạnh phí bảo hiểm Coinbase vẫn chủ yếu là âm kể từ đầu tháng 10, cho thấy nhu cầu từ các nhà giao dịch Coinbase không cao. Phí bảo hiểm Coinbase là chỉ báo về nhu cầu từ các nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ. Giá trị tăng cho thấy áp lực mua nhiều hơn và giá trị âm cho thấy áp lực bán. Trước đó, giá trị dương cho phí bảo hiểm Coinbase vào ngày 27 tháng 9 trùng với thời điểm Bitcoin đạt mức cao mới là 66.450 đô la. Hiện tại, áp lực bán từ Coinbase là rõ ràng, giá đang đảo chiều mạnh mẽ trên biểu đồ. Nhà phân tích Dom nhận định, đợt điều chỉnh gần đây từ 64.400 đô diễn ra sau khi có đợt bán đáng kể trên Coinbase và Bybit. Trong khi đó, XBT Manager tin rằng, động lực tiêu cực cho thấy áp lực bán liên tục từ Coinbase hiện đang góp phần vào triển vọng giảm giá ngắn hạn. Trong đợt giảm giá gần đây, Coinbase đã làm gián đoạn hoạt động mua vào và bắt đầu một số hoạt động bán ra. Nếu điều này tiếp tục, nó có thể tác động đáng kể đến thị trường. Nhà phân tích nhấn mạnh, các nhà giao dịch trên Bitfinex và Deribit vẫn duy trì áp lực bán, trong khi BitMEX và Huobi vẫn ổn định với nhu cầu mua. Trong khi đó, dòng tiền đổ vào Bitcoin ETF đã chứng kiến mức chảy vào mạnh mẽ là 235,2 triệu đô vào ngày 7 tháng 10. Đây là dòng tiền tích cực lớn nhất kể từ ngày 27 tháng 9, khi Bitcoin đạt mức cao gần đây. Do đó, trong khi có sự quan tâm đáng chú ý từ những công ty như BlackRock, dòng tiền vào là 97,9 triệu đô, và Fidelity, dòng tiền vào là 103,7 triệu đô, các nhà giao dịch bán lẻ trên một số sàn giao dịch lại không tin vào sự phục hồi tăng giá của Bitcoin. Trong tháng qua, sự thống trị của Bitcoin đã liên tục bị từ chối ở mức kháng cự 58%. Sự thống trị của Bitcoin hiện tại là 56,71% sau khi giảm 0,03% trong 24 giờ qua. Đây là mức giảm mạnh so với mức 58% được chứng kiến một tuần trước. Vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt mức 1,24 nghìn tỷ đô la, trong khi tổng thị trường tiền điện tử đạt mức 2,18 nghìn tỷ đô. Sự suy giảm này khiến Bitcoin chiếm 1,55% tài sản toàn cầu, thấp hơn nhiều so với mức 2,75% tổng tài sản tiền điện tử. Theo lịch sử, sự sụt giảm của BTC.DI là tin tốt cho các altcoin. Do đó, xu hướng hiện tại khiến các nhà phân tích phải cân nhắc về quỹ đạo tương lai của Bitcoin và altcoin. Nhà phân tích Johnny Crypto đã gợi ý về một mùa altcoin tiềm năng, trích dẫn sự hình thành của mô hình niêm tăng dần. Trong phân tích của mình, Johnny chỉ ra rằng sự thống trị của Bitcoin đang hình thành mô hình niêm tăng trên biểu đồ tuần. Đây là một tín hiệu giảm giá. Do đó, sự cố từ kênh này sẽ xác nhận triển vọng giảm giá cho Bitcoin. Nếu Bitcoin vẫn giao dịch ngang như đã giảm trong tuần qua hoặc tăng giá trong khi sự thống trị giảm, thì đây có thể là tín hiệu mùa altcoin đã đến. Một trong những cách tốt nhất để xác định hiệu suất của altcoin so với Bitcoin là sử dụng tỷ lệ ETH trên Bitcoin. ETH trên Bitcoin cho thấy mức giảm 2,4% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, ETH đã vượt trội hơn Bitcoin. Nó đã tăng vọt 6,28% so với Bitcoin trong 30 ngày qua. Điều này cho thấy hiệu suất được cải thiện của các altcoin so với Bitcoin trên biểu đồ tháng, vì sự thống trị đã giảm từ 58% xuống 56,71%. 75% trong số 50 đồng tiền hàng đầu có hiệu suất hoạt động tốt hơn Bitcoin trong 90 ngày qua. Hiện tại, chỉ số mua altcoin là 37, tăng từ mức 33 trong tuần qua và giảm từ mức cao 47 đạt được 15 ngày trước, trong khi chỉ số mua Bitcoin là 25. Kịch bản như vậy cho thấy nhu cầu về altcoin tăng cao. Tóm lại, mùa altcoin đang dần hình thành, dự kiến sẽ bắt đầu từ quý 4 năm nay. Thông tin tiếp theo, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang thắng thế khi vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris về tỷ lệ cá cược. Theo dữ liệu mới nhất từ Polymarket, Trump hiện nắm giữ 53,35% số phiếu dự kiến, trong khi Harris theo sau với 46,2%. Công cụ theo dõi tỷ lệ cược bầu cử tổng hợp dữ liệu từ 5 thị trường hàng đầu chỉ ra rằng Trump có 50,6% khả năng chiến thắng vào tháng 11, tăng 1,5% so với mức 48,7% của Harris. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với tuần trước, khi Harris có lợi thế 3,5 điểm so với Trump. Thời điểm này trùng với sự ủng hộ và tham dự của tỷ phú Elon Musk tại một cuộc meeting của Trump tại tiểu bang, làm dấy lên suy đoán về ảnh hưởng của Elon Musk đối với tỷ lệ cược đang tăng của Trump. Gần đây nhất vào ngày 8 tháng 10, Elon Musk đã tăng cường sự ủng hộ của mình dành cho Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson, tuyên bố lòng trung thành hoàn toàn của mình với cựu tổng thống. Ông nói, quan điểm của tôi là nếu Trump không thắng cuộc bầu cử này,
thì đây là cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta. Nếu Trump thua, tôi sẽ chết chắc. Ban đầu, Trump có được vị trí dẫn đầu vững chắc trong các cuộc thăm dò và duy trì lợi thế này trong nhiều tuần. Tuy nhiên, sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên, Kamala Harris đã vượt qua Donald Trump, tận dụng sự yếu kém trong màn thể hiện của ông. Bất chấp sự ủng hộ đáng kể của Trump từ những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, bao gồm một cặp song sinh Winklevoss, mỗi người đóng góp $1,000,000 Bitcoin cho chiến dịch của ông, Kamala Harris đã giành được sự ủng hộ có ảnh hưởng của riêng mình. Harris cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm Mark Cuban, nhà đầu tư nổi tiếng của Shark Tank. Nếu Trump thắng cử, tác động có thể lan rộng đến SEC. Nguyên nhân là do Trump đã gây chú ý với lời hứa táo bạo sa thải Gary Gensler, chủ tịch SEC hiện tại, ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Đã có tin đồn cho rằng Donald Trump sẽ cân nhắc bổ nhiệm Dan Gallagher, giám đốc pháp lý của Robinhood, làm người kế nhiệm Gary Gensler. Và thông tin cuối cùng, XRP đã chịu áp lực lớn sau khi SEC đệ đơn kháng cáo Ripple. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đã di chuyển từ vùng quá bán, điều đó cho thấy áp lực bán có thể đang giảm bớt. Chỉ số RSI của XRP hiện đang ở mức 41,6, tăng đáng kể so với mức quá bán là 19,79 vào ngày 3 tháng 10. Sự gia tăng này báo hiệu áp lực bán mạnh diễn ra vào đầu tháng đã giảm bớt và một số người mua đã bỏ cuộc. RSI là 41,6, có nghĩa là XRP mặc dù vẫn đang trong xu hướng giảm nhưng đang chứng kiến một số sự ổn định khi thị trường đã hạ nhiệt sau đợt bán tháo cực độ. Mức này cho thấy đa giảm đang yếu đi. Tuy nhiên, có vẻ như người mua vẫn chưa có đủ sức mạnh để đảo ngược hoàn toàn xu hướng trong bối cảnh xu hướng giảm liên tục của XRP. RSI quanh mức 40 cho thấy rằng mặc dù tài sản không còn ở vùng quá bán nữa nhưng vẫn đang chịu áp lực bán. Các nhà giao dịch thường xem mức RSI trong phạm vi này là trung tính hoặc giảm giá nhẹ, nghĩa là vẫn có chỗ cho động thái giảm trừ khi áp lực mua đáng kể xuất hiện để đẩy RSI lên mức 50 hoặc cao hơn. Để giá XRP thoát khỏi xu hướng giảm, cần có tín hiệu tăng giá mạnh hơn và RSI trên 50 để xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng. Chỉ báo DMI của XRP cho thấy tâm lý thị trường hiện tại bị chi phối bởi động lực giảm giá. Đường màu xanh biểu thị chỉ số định hướng tích cực đang ở mức 11,16, điều đó cho thấy áp lực mua khá yếu. Ngược lại, đường màu đỏ hay chỉ số định hướng tiêu cực cao hơn ở mức 24,55 cho thấy áp lực bán mạnh hơn. Sự mất cân bằng giữa người mua và người bán phản ánh xu hướng giảm rõ ràng trong biến động giá của XRP. Chỉ số chuyển động theo hướng DMI là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng. Nó bao gồm đường DI dương và DI âm, đo lường sức mạnh của các chuyển động tăng và giảm tương ứng, và chỉ số định hướng trung bình ADX, đo lường sức mạnh của xu hướng chung bất kể hướng nào. Trong trường hợp này, ADX được biểu thị bằng đường màu vàng, hiện đang ở mức 38,29, điều đó báo hiệu rằng xu hướng giảm giá tương đối mạnh. Mặc dù ADX không chỉ rõ xu hướng là tăng hay giảm giá, nhưng khi kết hợp với đường DI âm cao hơn, nó xác nhận rằng XRP đang trong xu hướng giảm mạnh. Để có khả năng đảo ngược xu hướng, chúng ta cần thấy đường DI dương cắt lên trên đường DI âm và ADX tiếp tục tăng, báo hiệu sự thay đổi động lượng. Vào ngày 2 tháng 10, các đường MA của XRP đã hình thành một dead cross, một tín hiệu giảm giá đáng kể xảy ra khi một MA ngắn hạn cắt xuống dưới một MA dài hạn. Sự kiện này thường báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường, cho thấy động lực giảm giá đang nắm quyền kiểm soát. Kể từ khi hình thành dead cross, giá XRP đã giảm 13%. Điều đó củng cố xu hướng giảm đang thống trị thị trường sau khi SEC đệ đơn kháng cáo Ripple. Khi một dead cross hình thành, nó thường được coi là một cảnh báo xu hướng giảm có thể kéo dài. Nếu XRP tiếp tục theo xu hướng tiêu cực này, giá có thể giảm thêm, có khả năng đạt $0,43, tương đương với mức giảm 17% so với mức hiện tại. Tuy nhiên, nếu giá XRP đảo ngược được đà giảm, nó có thể kiểm tra lại mức kháng cự ở mức $0,61. Nếu mức kháng cự này bị phá vỡ, nó có thể tạo ra không gian cho một đợt tăng giá tiếp theo, đẩy giá XRP về mức kháng cự tiếp theo ở mức $0,66. Điều đó sẽ thể hiện mức tăng tiềm năng 26% so với mức giá hiện tại. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.